Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh Hoa Lan Toán Tròn. Hôm nay con lại tiếp tục dẫn dắt mọi người chúng ta cùng đến thưởng thức và ngắm tìm hiểu về một trong số gần 30 loại lan hài có ở Việt Nam. Đó chính là lan hài gấm đây mọi người. Và Việt Nam chúng ta được thiên nhiên rất là ưu ái khi được sở hữu gần 30 loại lan hài thuộc dòng Paphiopeilum và rất là đẹp. Đó. Con cũng không nhớ chính xác là mình đã đăng bao nhiêu cái video về lan hài giới thiệu mặt hoa cho mọi người. Nhưng thôi cứ đăng đi. Thì được cây nào mới thì con lại đăng lên cho mọi người ngắm, kể cả hài nước ngoài nha mọi người nhé. Thì vẫn như thường lệ, con vẫn phải giới thiệu về tên khoa học của cây lan hài trong video đó. Thì trong video này, cây lan hài này có tên khoa học là Paphiopeilum concolor. Ngoài ra, cây lan hài chiếc màn hình mọi người đang xem với cái mặt hoa này còn có tên là lan hài gấm hoặc là lan hài đốm. Mọi người vẫn có thể dùng cái tên là vạn điểm hài, nhưng con nghĩ cái tên hài gấm là được sử dụng phổ biến nhất khi chúng ta nhắc tới cây lan hài này, cho nên là khi mọi người muốn gọi cái lan hài này hãy gọi bằng hài gấm nhé. Còn cái lý do tại sao gọi là hài gấm thì con chịu rồi, con chỉ biết là anh em chuyên môn gọi nó hài gấm thì con chỉ biết gọi như vậy thôi. Về mùa hoa thì hài gấm mùa hoa sẽ rải rác từ tháng 12 cho tới hết tháng 5 dương lịch nha mọi người. Còn mùa hoa cao trào và cao điểm nhất sẽ rơi vào cuối tháng 2 dương lịch cho tới hết tháng 4 là mùa hoa nở rộ của hài gấm. Còn về sự phân bố thì lan hài gấm phân bố chủ yếu phần lớn ở các khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam, điển hình như một số tỉnh như là Lào Cai, Bắc Cạn, Sơn La, Bắc Giang, Tam Đảo và ở Thái Nguyên. Nhưng cái sự hình thành phân bố của hài gấm ở trong khu vực đó lại rất là eo hẹp, trong những cái mỏm gọi là những cái khu vực núi rất là eo hẹp nha mọi người nhé. Còn ở trên thế giới thì lan hài gấm còn xuất hiện ở Lào, ở Campuchia, Thái Lan và kể cả ở Trung Quốc nữa. Lan hài gấm này hoa rất là đẹp, rất là nhiều điều nói về nó, nhưng không có cái gì gọi là hoàn mỹ cả. Lan hài gấm được rất là nhiều sự ưu ái của thiên nhiên về sắc đẹp, về độ quý hiếm, nhưng ngược lại có một cái có hai cái ưu điểm, hai cái nhược điểm mà con nghĩ là rất là nhiều người có thể thông cảm được nha mọi người nhé. Thì trước khi nói về hai cái ưu điểm đó, hai cái nhược điểm đó, thì con xin nói về ưu điểm. Thì lan hài gấm là một trong số loại lan hài khá là rẻ ở Việt Nam. Giá thành thì sẽ dao động, con sẽ nói mức cao nhất thôi mọi người nhé, sẽ là từ 200.000 đổ về tới 80.000 một ký tùy. Nếu như chúng ta mua được hàng đẹp, hàng xấu thì tùy theo mức tiền. Thì đó, đây là một trong số loại lan hài rẻ của Việt Nam, rất là dễ thuần, rất là dễ sống, sinh trưởng rất là khỏe và điểm đặc biệt là rất là siêng hoa. Và cái điều thứ hai đó chính là lan hài gấm ở một số quốc gia họ ví cái lan hài gấm này với cái biểu tượng biểu hiện cho sự sang trọng, sự giàu có, sự viên mãn, nói chung là nói về những cái sự gọi là may mắn khi gia chủ sở hữu cái lan hài gấm này nhé mọi người nhé. Và một điều nữa đó chính là tuy nó rẻ rẻ như vậy đấy, nhưng mà không phải bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng có thể sở hữu được cái hài gấm này, trừ khi họ có người quen ở Việt Nam hay một số những khu vực mà có cái hài này xách tay gửi qua bên đó thì may ra mới được sở hữu những cây lan hài gấm như này. Bất kỳ những loại lan hài gì khác ở Việt Nam không riêng như hài gấm mọi người nhé. Tuy rẻ vậy nhưng mà không phải có tiền mà mua được đâu mọi người nhé. Cho nên người Việt Nam chúng ta thật là may mắn khi được sở hữu một giống lan hài quý hiếm không riêng như ở Việt Nam mà cả thế giới nữa. Cho nên chúng ta khi chúng ta sở hữu thì chúng ta nên trồng đúng cách, bảo dưỡng cây và bảo tồn, vừa chơi vừa bảo tồn và sưu tầm, bảo vệ những cây lan hài quý hiếm của Việt Nam. Đấy. Và đó là những ưu điểm. Còn về nhược điểm thì cây lan hài gấm đẹp, cao sang như vậy nhưng nó lại bị hạn chế bởi độ cao của ngồng hoa nha mọi người nhé. Thì những cây lan hài khác thì ngồng hoa sẽ dao động từ 15 cho tới gần 1 mét cũng có. Nhưng cây hài gấm thì là một trong số những loại lan hài có ngồng hoa
khá là khiêm tốn, hơi thấp mọi người nhé. Nhưng con nghĩ là ngọc hoa như này là đạt rồi. Chúng ta không nên đòi hỏi quá, không có cái gì đẹp viên mãn cả. Đấy, mọi người nhìn này, ngọc hoa sẽ dao động từ 15 cm đổ về cho tới 5 cm, và đa số lan hài gấm ngọc hoa sẽ đạt từ 10 cho từ 5 cho tới 10 cm thôi mọi người nhé, không có cao quá đâu. Còn những cái trường hợp mà biến thể của nó quá cao đi, chẳng hạn như có những cây đạt tới mức là 25 cm, rất là hiếm nhé, không phải là bất kỳ cây nào cũng sở hữu được như vậy nhé. Và cái điểm nhược điểm thứ hai đó chính là mùi hương. So với các cả anh chị em của nó, như hài hằng, hài hương và một vài loan hài khác có hương thơm, thì cái hài gấm đẹp nhưng không thơm nha mọi người, nó rất là hôi. Phải cảm nhận cái mùi của nó không phải là quá hôi đâu mọi người ạ. Nó nằm ở cái mức gọi là tạm chấp nhận được nhưng mà không thơm thôi mọi người nhé. Có hương nhưng không thơm, nói như vậy thôi. Còn về đó là hai cái nhược điểm của nó, nhưng về bù lại thì hoa rất là đẹp, lá rất là đẹp. Rồi con sẽ sang cái phần gọi là hướng dẫn cho mọi người cách dưỡng hoa cho mọi người nhé. Rồi, trước khi vô phần dưỡng hoa thì con nói về cái phần chăm nước, tưới nước cho lan hài. Đây là công đoạn quan trọng nhất và quyết định đến sự sinh tồn của cây lan hài khi chúng ta mang về nhà. Đó chính là chăm nước và tưới nước. Thì con đã có một cái video riêng để nói về cái việc tưới nước và chăm nước cho lan hài, cũng như là cái vị trí để chúng ta đặt lan hài ở trong khu vực nhà chúng ta. Đó, lan hài rất là ưa mát, cho nên chúng ta cứ đặt ở khu vực nào mát mẻ như này, mọi người nhìn này, nắng rất là ít đó, lan hài rất là thích môi trường như này, chúng ta cứ đặt nhiều vị trí như này, chỉ cần ánh sáng mạnh, không cần nắng nha mọi người nhé, và tránh mưa. Đó, về cách chăm nước thì mọi người xem lại ở video đó. Còn ở video này con sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta dưỡng nụ và hoa vào mùa sinh sản, mùa hoa của nó. Khi cây bắt đầu có dấu hiệu tới mùa hoa, tức là nếu như tháng 12 bắt đầu vô mùa hoa, thì đầu tháng 12 chúng ta phải sử dụng lân và kali để hỗ trợ về sức khỏe cho cây là một, thứ hai về sức đề kháng cho cây, thứ ba là giúp cho cây hình thành cấu tạo lên cái ngồng hoa nó cao nhất tối thiểu với cái giống loài của nó, cũng như là đẩy hết sắc tố hoa có thể trong một cây lan nha mọi người nhé, không riêng như lan hà luôn mà tất cả. Thì trong thời gian đó thì chúng ta sử dụng NPK 6 30 30 cộng TE, chúng ta pha với liều loãng là một thìa sữa chua sẽ dành cho 4 lít nước và chúng ta phun. Đối với nhà vườn thì họ không thể nào kiểm soát được những cái nụ hoa thì con không nhắc tới, còn đối với chúng ta là những người sưu tầm thì chúng ta nên tưới né cái khu vực lõn này này. Đó, những cái khu vực lõn hài như này chúng ta né ra, chúng ta tưới ở cái mép lá này hắt ra này mọi người ạ. Tưới hắt ra và tưới thẳng vào gốc luôn. Đó, và chúng ta chọn một ngày cố định ở trong tuần chúng ta lặp lại, ví dụ như chủ nhật tuần này tưới thì tuần sau chúng ta tưới lại nhé mọi người, lưu ý việc đó. Còn về việc tưới nước thì con nói rồi, xem lại video hướng dẫn cách chăm nước, tưới nước cho cây. Và chúng ta cứ tưới như vậy, chúng ta rảnh thì chúng ta tưới thôi. Tuần này chúng ta bận quá thì tuần sau chúng ta tưới cũng được, không sao cả. Nói chung là tối thiểu là từ 4 đến 5 ngày chúng ta tưới một lần nha mọi người nhé, để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho mùa sinh sản, mùa hoa, mùa quả của cây thôi. Cho tới khi nào mà cây bắt đầu ra hoa như thế này, bung hoa từ nụ như thế này nha mọi người nhé, từ cái nụ như này bung ra hoa như thế này thì chúng ta ngưng, không sử dụng bất kỳ loại phân thuốc nào, kể cả thuốc bệnh nha mọi người nhé. Tại vì khi cây ra hoa là cây đã hấp thụ toàn bộ chất cho hoa rồi, bây giờ chúng ta có tưới cái gì chăng nữa thì hoa nó cũng sắc tố hoa chỉ còn mỗi vậy thôi, không có đẩy được nữa mọi người nhé. Và chúng ta ngưng, chúng ta chỉ tưới nước theo lịch tưới nước của con trong video con đã hơi giới thiệu thôi. Đó, ngưng hoàn toàn, chỉ tưới nước thôi, và chúng ta cứ chơi như vậy cho tới khi nào mà chán chúng ta có thể cắt hoa đi, hoặc là hết mùa hoa thì chúng ta bắt đầu dưỡng lại bằng cách là sử dụng 6 30 30 một lần nữa để cung cấp lại độ cứng cáp cho cây, phục hồi lại cây. Sau đó chúng ta phun một lượt nước vôi hoặc là thuốc bệnh bất kỳ, và sau đó chúng ta mới bắt đầu cho ăn 30 10 10 hoặc là một số chất kích thích tăng trưởng mầm lá hoa dưỡng đó mọi người nhé. Thì đó là những gì con đã
giúp mọi người về việc dưỡng hoa rồi. Thì ngoài ra con còn có một video hướng dẫn cho mọi người cách chăm cây và chăm phân. Tổng cộng là có 3 video. Video thứ nhất là video chăm phân, video thứ hai là video chăm cây, video thứ ba là video chăm và tưới nước. Thì mọi người lên đó xem lại để tìm hiểu về cách chăm lan hài. Và 3 video đó đều áp dụng cho tất cả mọi loại hoa lan, kể cả cây tiểu cảnh mini ở vườn chúng ta mọi người nhé. Khi chúng ta hiểu được cách tưới nước thì chúng ta sẽ chăm cây rất là khỏe, rất là dễ mà không sợ bị sâu bệnh nha mọi người nhé. Và để về phần giá thể trồng lan hài thì con xin phép không nói trên video này, tại vì nó rất là nhiều loại. Bây giờ mà nói cái này rất là rối. Thì mọi người có thể lên trang fanpage trên Facebook của con là Hoa Lan Tấn Rồng Origin. Thì con đã đăng lại cái bài viết về lan hài gấm này rồi. Lý do con đăng lại bởi vì ở trên video này con chỉ có một cá thể là một bông lan hài gấm này thôi, để quay cho mọi người chúng ta cùng xem. Nhưng ở trên đó con lại sưu tầm rất là nhiều mặt hoa hài gấm để mọi người chúng ta cùng ngắm lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, cũng như là ấn vào cái phần viết ấy, mọi người xem lại trên đó có ghi giá thể trồng trên đó. Thì chúng ta chọn ít nhất từ 3 loại giá thể và nhiều nhất là 5 loại, chúng ta trộn vô. Từ 3 cho đến 5 loại giá thể chúng ta trộn đều vô, chúng ta trồng. Và nhớ lót xốp ở bên dưới và tưới nước đúng cách là chúng ta có thể thuần được hài gấm mọi người nhé. Hài gấm giá thành rẻ, rất là dễ trồng, sinh trưởng tốt và đồng thời rất là siêng hoa. Chúng ta nên sưu tầm để chúng ta sở hữu, chúng ta chơi. Hoa rất là đẹp, mọi người nhìn này. Đó. Ngoài ra thì con có để, nói chung là mọi người ấn vô, nếu như mọi người không biết cái trang nó nằm ở đâu thì mọi người có thể ấn vô cái mũi tên hình tam giác phía góc bên dưới bên phải của màn hình video. Ấn vô đó sẽ hiện cho mọi người cái đường link vô Facebook của con là 1, vô trang fanpage trên Facebook của con là 2 và số điện thoại để liên hệ với con đồng thời, đó chính là số Zalo luôn, để mọi người có thể xem và có thể hỏi con. Nếu như con biết gì thì con sẽ tư vấn cho mọi người về cái việc đó. Đó. Và đây là toàn bộ những gì con tâm sự chia sẻ với mọi người về lan hài gấm. Mong là trong thời gian tới sẽ có một cây hài gì đó ra hoa đẹp để quay tiếp cho mọi người chúng ta cùng xem. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.